Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình giao hữu quốc tế trong tháng 10 bằng trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Sau chuỗi 3 chiến thắng trước các đối thủ như Hong Kong, Trung Quốc, Syria và Palestine, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier tiếp tục nâng độ khó trong loạt trận chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Nhà cầm quân người Pháp là huấn luyện viên ngoại đầu tiên ra mắt đội tuyển Việt Nam bằng 3 trận thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng với đội bóng trong giai đoạn này không phải kết quả. Huấn luyện viên Chaussier đang tạo ra những thay đổi cả về nhân sự lẫn lối chơi. Lần gần nhất gặp Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Đó là ký ức đẹp với đội tuyển Việt Nam nhưng cũng tạo ra vết sẹo khó lành đối với bóng đá Trung Quốc. Huấn luyện viên Alexander Zankovic nhận được những lời cảnh báo từ truyền thông Trung Quốc rằng chiếc ghế của ông sẽ lung lay dữ dội nếu đội nhà không thể giành chiến thắng. Điều này càng làm tăng thêm độ khó cho thầy trò huấn luyện viên Chaussier. Đây lại là trận đấu trên sân khách. Huấn luyện viên Zankovic nhậm chức từ cuối năm 2022 nhưng mới giúp đội tuyển Trung Quốc giành được 3 chiến thắng. Nhà cầm quân người Serbia cũng trong giai đoạn xây dựng đội hình và lối chơi mới cho đội chủ nhà. Thực tế, đội bóng đến từ đất nước tỷ dân vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Ngoài những Ulay, Hoàng Sen Chao hay Siêu Pâm Phây, các cầu thủ nhập tịch như Browning, Elson vẫn chơi tốt ở giải quốc nội. Thể hình vượt trội cũng là lợi thế của đội chủ nhà. Trước khi thắng Trung Quốc ở sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam từng thua chính đối thủ này trong trận lượt đi vì những tình huống.